Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn, quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh dược sư. Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tùng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quán Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Ta nghe như vậy. Một thuở nọ Đức Bát Già Phạm đi châu du, giao qua các nước đến thành Quảng Nghiêm. Ở nghỉ dưới cây nhạc âm cùng với tám ngàn vị đại bi số, ba vạn sáu ngàn vị đại bồ tát. Các hàng quốc vương đại thần bà la môn, các hàng cư sĩ thiên long bát bổ cùng nhân phi nhân, cả thảy đại chúng nhiều vô lượng đồng vây quanh Phật, cung kính thỉnh ngài thuyết pháp. Lúc bấy giờ ông mạng thù thất lợi pháp vương tử, nhờ quay thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, viên nghi để bài vai bên hữu và gối bên mặt, quỳ sát đất khép nếp chắp tay, hướng về phía Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, cuối mong ngài nói rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật, để cho những người đang nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ, và để cho chúng hữu tình ở đời tướng pháp được nhiều lợi lạc về sau. Đức
Thế Tôn khen ông mãn thù thất lợi đồng tử rằng, hay thay, hay thay! Mãn thù thất lợi người lấy lòng đại bi yêu cầu, ta nói những danh hiệu và bổn nguyện công đức của chư Phật. Là vì muốn cho chung hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc, lợi ích an vui trong đời tưởng pháp về sau. Này ngươi nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói, ông mãn thù thất lợi bạch rằng, và mong Thế Tôn nói, chúng con xin nghe. Phật bảo ông mãn thù thất lợi ở phương Đông cách đây hơn 10 cắn và xa cõi Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức Giao Chủ cõi ấy hiểu là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật Bát Già Phàm. Này mãn thù thất lợi, đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn tu hành đạo Bồ Tát có phát 12 nguyện lớn, khiến cho chúng hữu tình cầu chi được nay. Nguyện thứ nhất, ta nguyện đời sau khi chứng đặng đạo chánh đặng chánh giác, thần ta có hào quang sáng suốt rực rỡ, chiếu khắp vô lượng vô biên vô số thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ 32 tướng đại trượng phu cùng 80 món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy. Nguyện thứ hai, ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch, hoàn toàn không có chút nhơ bần, anh quang minh chói loại khắp nơi. Công đức cao vội vội và an trú giữa tầng lưới vết bằng tia sáng, tỏ hơn dừng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả. Nguyện thứ ba, ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên, độ cho chung hữu tình khiến ai nấy đều có đủ các vật dùng, chứ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. Nguyện thứ tư, ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình tu theo tà đạo,
thì ta khiến họ quay về an tu trong đạo Bồ Đề. Hoặc có những người tu hành theo hạnh thánh văn độc giác, thì ta cũng lấy phép đại thừa mà giải bảo cho họ. Nguyện thứ năm, ta nguyện đời sau khi đắng đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta, mà tu hành theo hạnh thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn, đầy đủ các tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội quy phạm giới pháp, mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi xa vào đường ác nữa. Nguyện thứ sáu, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ xấu xa khờ khạo, tai điếc mắt đuôi nổi năng ngọng liệu, tai chân tật nguyền lát hủi điên cuồng, chịu tất cả những bệnh khổ ấy, mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ không còn những bệnh khổ ấy nữa. Nguyện thứ bảy, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần, thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ tám, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ, khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu bực tức, sanh tâm nhàm chán muốn bỏ thân ấy, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trưởng phu, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ chín, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, thì khiến cho những chung hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ xa vào rừng ác kiên, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến, và dần dần khiến họ tu tập
theo các hạnh Bồ Tát, đặng mau chứng đạo chánh đặng Bồ Đề. Nguyện thứ mười, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội, phải bị xiềng xích đánh đập hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã thân tâm, chịu những nỗi khổ buồn rầu bức rứt, hãy nghe đến danh hiệu ta thì nhờ sức oai thần phước đức của ta đều được giải thoát. Tất cả những nỗi ưu khổ ấy vậy. Nguyện thứ mười một, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tịnh nào bị sự đói khát hoành hành đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì, thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon là ban bố cho thân họ được no đủ, và sau ta mới đem pháp vị nhiễm màu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. Nguyện thứ mười hai, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tịnh nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh dài dầu ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì, thì ta khiến cho được như ý muốn. Nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả các bảo vật trang nghiêm, nào tràn qua phân sáp bát ngát mùi thơm, và trống nhạc cùng những điệu ca múa tùy tâm, muốn thưởng thức món nào cũng đều được thỏa mãn ca. Này mãn thù thất lời, đó là mười hai lời nguyện nhiệm màu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ưng chánh đặng giác phát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát. Lại nữa, mãn thù thất lợi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, khi còn tu hành đạo Bồ Tát phát những lời nguyện rộng lớn, và những công đức trang nghiêm ở cõi ngài, dầu ta nói mãn một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hết được. Nhưng ta có thể nói ngay rằng cõi Phật kia một bề thanh tịnh, không có đàn bà cũng không có đường dữ, và cả đến tiếng khổ cũng không. Ở cõi ấy đất toàn bằng chất lưu ly, đường đi có dây bằng vàng văn làm ranh giới, còn thành quách cung điện, mái hiên cửa sổ cho đến các lớp lưới bao phủ cũng toàn bằng đồ thất bảo làm ra. Thật chẳng khác gì những công đức
trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy. Cõi Phật ấy có hai vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biên Chiếu và Nguyệt Quang Biên Chiếu, chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại là những bậc sắp bổ xứ làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho bao chánh pháp của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mạn thù thất lời. Vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng tin vững chắc thì nên nguyện sanh về thế giới của Ngài. Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo ông mạn thù thất lời đồng tử rằng, có những chúng sanh không biết điều lành dư, cứ ôm lòng bón xẻng tham lam, không biết bố thí mà cũng không biết quả báo của sự bố thí là gì. Ngu si vô tri thiếu hẳn đức tin, lại ham chưa chất của cải cho nhiều. Đêm ngày bo bo dịnh dữ thấy ai đến xin lòng đã không muốn, nhưng nếu cực chẳng đã phải đưa của ra thì đạo đơn mênh tiếc. Dường như lắc thịt cho người vậy, lại có vô lượng chúng hữu tình tham lần, chỉ lo tích trữ của cải cho nhiều mà tự mình không dám ăn tiêu, còn nói chi đến sự đem của ấy. Thí cho cha mẹ vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến xin, những kẻ tham lận ấy. Khi chết bị đọa vào đường ngã quỷ hay bàn sanh, mặc dầu ở trong ác thú, nhưng nhờ đời trước sống trong cõi nhân gian đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà nay lại còn nhớ niệm đến danh hiệu Ngài, thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người. Khi được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngã quỷ súc sanh, biết sợ sự đau khổ nên không ưa đắm dục lạc, mà còn muốn tự mình làm việc bố thí, khiến ngợi người khác làm việc bố thí, không tham tiếc món gì, và lần lần có thể đem cả đầu mắt tay chân hay máu thịt của thân phận mình mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được. Huống chi của cải là những vật thừa. Lại nữa, mạn thù thất lời, trong chung hữu tình nếu có những người nào thọ các giới của Phật để tu học, mà lại phá giới, hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc, hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến, hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn, nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói.
Hoặc có kẻ tuy đã dân mà có thói tăng thượng mạng, do thói tăng thượng mạng ấy che lấp tâm tánh cô chấp cho mình là phải, người khác là quỷ, chê bài chánh pháp kết đảng với ma, những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo tà kiến, mà lại còn khiến cho vô số ức triệu chúng hữu tình cũng bị xa vào hố nguy hiểm. Những chúng hữu tình ấy bị trôi lăn trong các đường địa ngục ngã quỷ bàn xanh, không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ những hạnh dữ, tu theo các pháp lành, khỏi bị đọa vào vòng ác thú nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hạnh dữ và không tu theo những pháp lành, mà phải bị đọa vào dòng ác thú, thì cũng nhờ oai lực bổn nguyện của Đức Dược Sư, khiến cho họ khi tạm nghe được danh hiệu Ngài, thì liền từ nơi ác thú mạng chung trở sanh vào cõi người, được tinh tấn tu hành trong sự hiểu biết chân chánh, khéo điều hòa tâm ý, bỏ tục xuất gia thọ trì và tu học theo giáo pháp của Như Lai, đã không quỷ phạm lại thêm chân kiến, đã văn hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, lìa được thói tăng thượng mạng, không chê bai chân pháp, không bè bạn với ma, dần dần tu hành theo hạnh Bồ Tát, chống được viên mãn vậy. Mà lại nữa mãn thù thất lời, nếu chúng hữu tình có tâm tham lam tật đồ, hay khen mình chê người, thì sẽ bị đọa trong ba đường địa ngục ngã quỷ súc sanh, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở, trải qua không biết mấy nghìn năm mới hết. Khi đã mãn sự đau khổ kia, liền từ nơi đó mạng chúng sanh lại cõi người, phải làm thân trâu ngựa lừa lát đà, thường bị người hành hạ đánh đập, và bị đói khát dài dò, lại phải đi đường xa chở nặng, cực nhọc muôn phần, còn như mai đặng làm thân người, thì lại bị sanh vào hàng há tiền, phải làm tội tới cho kẻ khác mày, bị họ sai sự, không khi nào được chúc thông thả tự do. Nếu những nhân vật ấy đời trước khi còn trong nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do cái nhân lành ấy, ngày nay nhớ lại chí tâm quy y Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia bị mà thoát khỏi mọi sự khổ nào. Các căn thông lợi trí tuệ sang suốt lại thêm đa văn, hằng cầu thắng pháp thường gặp bản lành, đời đời dứt hẳn lưới ma, đập nát vỏ vô minh, tác
cạn sông phiền não, mà thoát khỏi sanh lão bệnh tử và những nỗi đau khổ lo buồn. Lại nữa mãn thù thất lời, nếu chúng hữu tình có tánh ưa sự ngang trái chia lìa, tranh đấu kiện cáo lẫn nhau, làm não loạn cho mình và người, đem thân khẩu ý tạo thêm mãi những ác nghiệp xoay qua trở lại, thường làm những việc không nhiều ít để mưu hại lẫn nhau, hoặc cáo triệu những thần ở núi rừng cây mà để hại người, hoặc giết chúng sanh lấy huyết thịt cung tế quỷ dược xoa và quỷ la sát để cậy quỷ hại người, hoặc biên tên họ và làm hình tướng của người cừu oan, rồi dùng phép chú thuật tà ác mà trù ẻo cho chết, hoặc theo lối êm đối và dùng những đồ độc, hoặc dùng chú pháp hại mạng người. Nếu chúng hữu tình bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì các thứ tà ác kia không thể hại được. Tất cả những kẻ ác tâm kia đều trở lại khởi lòng từ, làm việc lợi ích an vui cho kẻ khác, không còn y tổn não và tâm hiềm dần. Hai bên hòa hảo với nhau, và đối với vật thọ dụng của ai thì người ấy tự vui mừng biết đủ, không xâm lấn của nhau mà lại còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. Lại nữa mãn thù thất lời, nếu trong hàng tư chung bí sô bí sô ni ô ba sách ca ô ba tử ca, vì những kẻ thiện nam tinh nữ đều có thọ trì tám phần trai giới, hoặc trong một năm hoặc mỗi năm ba tháng, dừng dự giới pháp làm nơi ý chỉ tu học, rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật vô lượng thọ. Ở thế giới cực lạc Tây Phương đặng nghe chánh pháp, nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì khi mạng chúng sẽ có tám vị Đại Bồ Tát, Như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối cho, thì liền được giảng sanh trong những hoa bao đủ màu. Hoặc nếu có kẻ nhân nguyện lực của Đức Dược Sư mà được thác sanh lên cõi trời, và mắt dầu sanh lên cõi trời, nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa hết, thì không còn sanh lại những đường ác nữa. Khi tuổi thọ ở cõi trời đã mang, lại sanh lại trong cõi người, thì hoặc làm đến bậc luân dương,
thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ, quay đức tự tài giao hóa cho vô lượng trăm ngàn chung hữu tình theo con đường thập thiện, hoặc sanh vào dòng sắc để lời Bà La Môn hay cư sĩ đại gia, của tiền dư vật kho đụng tràn đầy, tướng mạo đoan trang quyến thuộc xâm dày, lại được thông minh trí tuệ dũng mạnh quay hùng như người đại lực sĩ. Còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng thọ trì danh hiệu ấy, thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa, này mang thù thất lời. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, khi đã chứng được đạo Bồ Đề do sức bổn nguyện, mà Ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải các thứ bệnh khổ, như da vàng gầy ốm cảm nhiệt thương hàn, hoặc trung phải những thứ êm đối đồ độc, hoặc bị quạnh tử, hoặc bị chết non, muôn những chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ. Và lòng mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, Ngài liền nhập định kêu là định diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh. Khi Ngài nhập định từ trong nhục kê phóng ra luồng ánh sáng lớn, trong luồng ánh sáng ấy nói chú Đại Đà La Ni: Nam mô Bạt Già Phật Đế Bể Sát Xả Lũ Lô Tịch Lũ Ly Bát Lạc Bà Hát Ra Xà Già Đắc Ta Yết Đa Gia A Rang Đế Tam Hiệu Tam Bột Đà Gia Đăng Điệt Tha An Bề Sát Thệ Bề Sát Thệ Bề Sát Xả Tam Một Biết Đế Tòa Hà. Lúc ấy trong luồng ánh sáng diện chú ở này rồi, cả đại địa rung động phóng ra ánh đại quang minh, làm cho tất cả chúng sanh dứt hết bệnh khổ hưởng được an vui, này mãn thù thất lời. Nếu thấy những người nào đang mắc bệnh khổ thì phải tắm gội cho sạch sẽ, và vì họ nhất tâm tụng chú này 108 biên chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống, hay trong nước không vi trùng mà cho họ uống, thì những bệnh khổ ấy đều tiêu diệt. Nếu có ai mong cầu việc vì mà chỉ tâm tụng niệm chú này thì đều được như ý muốn, đã không bệnh lại thêm sống lâu, sau khi mạng chung được sanh về thế giới tịnh lưu ly, không còn thối chuyển, rồi dần dần tu chứng đến đạo quả Bồ Đề. Vậy nên mạng thù thất lợi, nếu có những người nào hết lòng ân cần tôn trọng cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng quên,
Lại nữa, nếu có những kẻ tịnh tính nam nữ nào được nghe rồi, tụng trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Hoàng Như Lai, ứng chân đặng giác mỗi sớm mai, súc miệng đánh răng tắm gội sạch sẽ, xong lại thắp hương rải dầu thơm, các cái món kỹ nhạc để cúng dường hình tượng. Còn đối với kinh điển này thì tự mình hay dạy người khác chép ra rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý. Đôi với vị pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng dường tất cả vật cần dùng. Đừng để thiêu thông hay hết lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm, được mãn nguyện mọi sự mong cầu, cho đến chứng đặng đạo quả Bồ Đề nữa. Lúc bấy giờ, mạng thù thất lợi đầm tư bạch Phật rằng. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thề qua thời kỳ tướng Pháp sẽ dùng đủ trước phương tiện, khiến cho những thiện nam tín nữ có lòng tin trong sạch được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả đến trong giấc ngủ của họ tôi cũng dùng danh hiệu của Đức Phật này, thức tỉnh nơi tay cho họ rõ biết. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này hoặc đem giảng nói bày tỏ cho người khác hoặc tự mình hay dạy người biên chép kinh này, hết lòng cung kính tôn trọng, dùng những bông thơm dầu thơm các thứ hương đốt tràn qua ánh lạc phương lòng, cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường quốc dụng hàng ngũ sắc làm đại đựng kinh này, rồi quét dọn một nơi sạch sẽ, thiết lập một cái tòa cao mà để lên, thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chung ở các cõi trời khác đều đến đó cúng dường và thủ hộ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nhờ công đức bổn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoạn tử, cũng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khí, và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được quần lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường. Phật bảo mãn thù thất lợi, phải phải thiệt đúng như lời ngươi nói, này mãn thù thất lợi. Nếu có những người tịnh tín thiện nam tín nữ nào muốn cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì trước phải tạo lập hình tượng Ngài, đem để trên tòa cao, chân dọn sạch sẽ các thứ rồi rải bông, đốt các thứ hương, dùng các thứ tràng phán trang nghiêm,
chỗ thờ ấy trong bảy ngày bảy đêm, phải thọ tám phần trai giới, ăn đồ thanh trai tắm gội và y phục chính tề, giữ lòng thanh tình không giận dữ, không sát hại đôi với tất cả loại hữu tình, phải khởi tâm bình đẳng, đủ cả tâm từ bi hỷ xả, làm cho họ được lợi ích an vui, đánh nhạc ca hát ngợi khen, và do phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật, lại phải nghĩ nhớ bổn nguyện công đức, và đọc tụng kinh này, suy nghiệm nghĩa lý mà diễn nói khai thị cho người khác biết, làm như vậy thì mong cầu việc chi cũng đều được toại ý, như cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu sang được giàu sang, cầu quan vị được quan vị, cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái. Lại nếu có người nào trong giấc ngủ thấy những điềm chim bao giờ, còn khi thức thấy những ác tướng như chim đến đậu nơi vườn nhà, hoặc chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị, mà người ấy dùng những của bao cúng dường, đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì những ác mộng ác tướng và những điềm sâu ấy, thải đều ẩn hết không còn phải lo sợ gì nữa vậy. Nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa gươm đau, thuốc độc và các thứ cầm thú dữ gây sự sợ hãi, như voi sư tử cọp xoay gâu rắn độc bò cạp rít sên lằn mùi, mà hết lòng nhớ niệm và cung kinh cúng dường đức Phật dược sư, thì được thoát khỏi những sự sợ hãi ấy. Hoặc nếu bị nước khác xâm lăng, nhiễu hại trộm cướp rối loạn, mà nhớ niệm và cung kinh đức Phật dược sư, thì cũng được thoát khỏi những nạn ấy. Lại nữa, mang thù thất lời, nếu có thiện tinh nữ nào, từ khi phát tâm thọ giới cho đến ngày chết không thờ một vị trời nào, chỉ một lòng nương theo Phật Pháp Tăng, thọ trì giới cấm hoặc năm giới mười giới, Bồ Tát mười giới trồng, 48 giới khinh, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Nếu có ai quỷ phạm những giới pháp đã thọ, sợ đó vào ác thú, thì hãy chuyên niệm và cúng kinh cúng dường đức Phật dược sư, thì quyết định không thọ sanh trong ba đường ác. Lại nếu có người phụ nữ nào đương lúc sanh sản phải chịu sự cực khổ đau đớn, mà xưng danh hiệu lễ bái và hết lòng cung kinh cúng dường đức Phật dược sư, thì khỏi những sự đau khổ ấy, mà sanh con ra cũng được vuông tròn,
tướng mạo đoan trang, lợi căn thông minh, an ổn ít bệnh hoàng. Ai thấy cũng vui mừng, và không bị quỷ cướp đoạt tinh khí. Lúc ấy Đức Thích Ca cũng bảo ông A Nan rằng, theo như ta đã xưng dương những công đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là công hạnh rất sâu xa của chư Phật, khó hiểu thấu được vậy ngươi có tình chăng? Ông A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đối với khế kinh của Như Lai nói, không bao giờ tôi sanh tâm nghi hoặc tại sao, vì những nghiệp thân khẩu ý của các đức Như Lai đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi diệu cao có thể lay động, nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có những chúng sanh nào tinh căn không đầy đủ, nghe nói đến những công hạnh sâu xa của chư Phật thì nghĩ rằng, làm sao chỉ niệm danh hiệu của một đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được nhiều công đức thắng lợi ngần ấy? Vì sự không tin đó trở sanh lòng quỷ ban, nên họ phải mất nhiều điều lợi ích. Mãi ở trong cảnh đêm dài tăm tối, và lại còn bị đọa lạc trong các đường ác thú lưu chuyển không cùng. Phật lại bảo ông A Nan, những chúng hữu tình ấy nếu nghe danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm thọ trì, không sanh lòng nghi hoặc mà đó vào ác thú thì thật vô lý vậy. Này A Nan, đó là công hạnh rất sâu nhiệm của chư Phật, khó tin khó hiểu, mà nay ngươi lãnh thọ được thì biết rằng đó là nhờ oai lực của Như Lai vậy. Này A Nan, tất cả các hàng thanh văn độc giác và các bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa đều không thể tin hiểu đúng như thật. Chỉ trừ những bậc nhất sanh sở hệ Bồ Tát mới tin hiểu được mà thôi. Này A Nan, thân người khó đằng, nhưng hết lòng tin kính tôn trọng ngôi Tam Bảo còn khó hơn, huống chi nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu không biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát, dùng không biết bao nhiêu phương tiện khéo léo, phát không biết bao nhiêu nguyện rộng lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp, thì kiếp số có thể mau hết. Chớ những hạnh nguyện và những phương tiện khéo léo của Đức Phật
kia không khi nào nói cho hết được vậy. Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, viễn y để bài vai bên hữu, gối bên mặt quỳ sát đi đất đi cúi mình chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đến thời kỳ tướng pháp có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn khốn khổ, tật bệnh luôn luôn, thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi cổ khô ran, mắt thấy đen tối, tương chết hiện ra, cha mẹ bà con bè bạn quen biết vậy quanh khóc lóc. Thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sứ già đến dẫn thần thức đem lại trước mặt vua Diêm La Ma Pháp Vương. Rồi liền khi ấy vị thần cứu sanh đem sổ ghi tội phước của người đó dựng lên vua Diêm Ma. Lúc ấy vua phán hỏi rồi kể tin những tội phước của người kia đã làm mà xử đoán. Nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bệnh ấy quy y với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh chúng tăng đọc tụng kinh này, đốt đèn bái tần, treo thần phán tục mãn năm sắc thì hoặc liền trong lúc ấy, hoặc trải qua 7 ngày, 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày, thần thức người kia được trở lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tự mình nhớ biết những nghiệp lành nghiệp dữ và sự quả bao đã thọ, bởi chính đã rõ thấy nghiệp bao như vậy, nên dầu có phải những tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Vậy nên những tịnh tính thiện nam tinh nữ đều phải một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kinh cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lúc bấy giờ ông A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, nên cung kinh cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào? Còn đèn và phan tục mang phải làm cách sao? Cứu Thoát Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức, nếu có người bệnh nào muốn khỏi bệnh khổ thì quyến thuộc họ phải thọ trì 8 phần trai giới trong 7 ngày 7 đêm. Tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khác đi cúng dường chư tăng. Ngày đêm 6 thời lễ bay cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này 49 biên, và thắp 49 ngọn đèn, lại tạo 7 hình tượng Đức Dược Sư trước mỗi hình tượng, để 7 ngọn đèn
mỗi ngọn lớn như bánh xe, đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái thần phán thì làm bằng hàng ngũ sắc, bề dài 49 gang tay, và phải phóng sanh 49 thứ loài vật, thì người bệnh ấy qua khỏi ách nàng, không còn bị hoặc tử và bị các loài quỷ nhiễu hại. Lại nữa, A Nan, nếu trong dòng sát để lời có những vị quốc vương đã làm lễ quán đảnh mà gặp lúc có nàng, nhân dân bị bệnh dịch, bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn hay bị nạn tinh tu, biến ra nhiều điềm quái dị, nạn nhật thật nguyệt thật mưa gió trái mùa, hay bị nạn qua thời tiết không mưa, thì lúc ấy các vị quốc vương kia phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chung hữu tình, ân xa cho tội nhân bị giam cầm, rồi ý theo phép cúng dường đã nói trước mà cúng dường đức dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thì do căn lành này và nhờ sức bổn nguyện của đức dược sư khiến trong nước liền được an ổn, mưa hòa gió thuận lúa thóc được mùa, tất cả chúng hữu tình đều vui vẻ, không bệnh hoạn, không có thần dược xóa bão ác não hại lễ dân. Tất cả ác tương ấy đều ẩn mất, và các vị quốc vương kia được sống lâu sức mạnh, không bệnh hoạn, mọi việc đều thêm lợi ích vậy. Này A Nan, nếu các hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần phụ tướng thể nữ trong cung, bá quan và thứ dân mà bị bệnh khổ, cùng những ách nạn khác thì cũng nên tạo lập thần phan, năm sắc trong đèn sáng luôn, phóng sanh các loài vật, rải qua đủ sắc đốt các thứ danh hương để cúng dường đức Phật dược sư, sẽ được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn. Lúc ấy, ông A Nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, tại sao cái mạng đã hết mà còn sống thêm được? Cứu thoát Bồ Tát nói: Này đại đức, đại đức hả không nghe Như Lai nói của chính thứ hoằng tử hay sao? Vậy nên ta khuyên người làm phan và đèn tốt mang, tu các phước đức và nhờ tu các phước đức ngay, nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn. Ông A Nan hỏi: Chính thứ hoằng tử là những thứ chi? Cứu thoát Bồ Tát trả lời: Một là nếu có chung hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy không thuốc không người săn sóc hay gia, có gặp thầy lại cho uống lầm thuốc nên bệnh không đang chết mà lại chết ngang, lại đang lúc
bình mà tin theo những thuyết quả phước vũ vơ của bọn tà ma ngoại đạo. Yêu nghiệt trong đời sanh lòng rúng sợ, không còn tự chủ đối với sự chân chánh. Đi bói khoa đi tìm hiểu mối quả, rồi giết hai loài vật để tâu với thần minh giải vang cùng giống lượng, đi cầu xin ban phước mong được sống lâu. Nhưng rốt cuộc không thể nào được, bởi si mê lầm lạc tin theo tà kiến điên đạo nên bị quạnh tử, đọa vào địa ngục đời đời không ra khỏi, hai là bị phép vua tru lục, ba là xa đắm sự chơi bời săn bắn đam mê tửu sắc buông lung vô đồ, bị loài quỷ đoạt mất tinh khí. Bốn là bị chất thiêu, năm là bị chất đâm, sáu là bị các thú dữ ăn thịt, bảy là bị sa từ trên núi cao xuống, tám là bị chết vì thuốc độc êm đôi rủa nộp trù eo, và bị quỷ tử thi làm hại, chính là bị đôi khắc khốn khổ mà chết vậy. Đó là chinh thư quạnh tử của Như Lai nói, còn những thư quạnh tử khác nhiều vô lượng không thể nói hết được. Lại nữa, A Nan, vua Diêm Ma kia là chủ lãnh ghi chép sổ bầu, tên tuổi tội phước trong thế gian, nếu có chung hữu tình nào ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch quỷ nhục ngôi tam bào, phá hoại phép vua tôi, quỷ phạm điều cấm giới, thì vua Diêm Ma pháp dương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt, vì thế đã khuyên chung hữu tình nên thắp đèn làm phan, phóng sanh tu phước khiến khỏi được các khổ ách, khỏi gặp những tai nạn. Lúc bấy giờ trong hàng đại chúng có 12 vị dược xoa đại tướng, đều ngồi trong hội như cung tỳ la đại tướng, phạt chiếc la đại tướng, mê suy la đại tướng, hàng đệ la đại tướng, ác nệ la đại tướng, sang đệ la đại tướng, nhân đạt la đại tướng, ba di la đại tướng, ma hổ la đại tướng, nhờ chân đạt la đại tướng, chiêu đổ la đại tướng, tỷ yết la đại tướng, 12 vị đại tướng này, mỗi vị đều có 7000 dược xoa, làm quyến thuộc đồng các tiên bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn. Hôm nay chúng tôi nhờ quái lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sệt trong các đường ác thú nữa. Chúng tôi cùng nhau đồng một lòng trọn đời quy y Phật Pháp Tăng, thầy sẽ gánh vác cho chung hữu tình, làm việc nghĩa lời, đưa đến sự nhiều ích an vui. Tùy nơi nào hoặc làng xóm thành nước, hoặc trong rừng cây vắng vẻ,
Nếu có kinh này lưu bô đền, hay có người thọ trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, và cùng kinh cũng dường ngài, thì chúng tôi cùng quyến thuộc đồng hộ với người ấy thoát khỏi tất cả các ách nạn, và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thỏa mãn. Nếu có ai bị bệnh hoạn khổ ách muốn cầu cho khỏi, thì cũng nên đọc tụng kinh này, và lấy chỉ ngũ sắc gúc danh tự chúng tôi. Khi đã được như lòng mong cầu, thì mới mở gúc ra. Lúc ấy Đức Phật Thích Ca khen các vị dược xoa đại tướng rằng, hãy thay hay thay. Đại dược xoa tướng, các người nghĩ muôn bao đáp ân đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, nên mới phát nguyện làm những việc lợi ích an vui cho tất cả chung hữu tình như vậy. Đồng thời ông A Nan lại bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, pháp môn này gọi tên là gì, và chúng tôi phải phụng trì bằng cách nào? Phật bảo A Nan, pháp môn này gọi là thuyết dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức, cũng gọi là thuyết thập nhị thần tướng nhiêu ích hữu tình kiết nguyện thần chu, và cũng gọi là bát trừ nhất thế nghiệp chương, cứ nên đúng như vậy mà thọ trì vậy. Khi Đức Bát Già Phạm nói lời ấy rồi, các hàng đại Bồ Tát, các đại thánh dân cùng quốc vương đại thần Bà La Môn cư sĩ, Thiên Long Dược Xoa Kiền Thác Bà, A Tố Lạc Yết Lỗ Trà Khẩn Nãi La, Ma Hô Lạc Già người cùng các loại quý thần, tất cả đại chúng đều hết sức vui mừng và đồng tình chịu vâng làm. Nam Mô Dược Sư, hãy hỏi Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư, hãy hỏi Phật Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư, hãy hỏi Phật Bồ Tát. Dược Sư Quang Đảnh Chân Ngôn, Nam Mô Bát Già Bạc Đế Bế Sắc Xả Lưu Lô Thích Lưu Ly Bắc Lạc Bà Kỳ Ra Xà Gia, Đát Tha Ít Đa Gia Ra Hạc Đê Tam Miêu Tam Bột Đà Gia Na Điệt Tha An Bế Sắc Thầy Bế Sắc Thầy Bế Sắc Xả Tam Một Ít Đê Tóa Hà. Nam Mô Bản Già Bản Đế Bệ Sanh Xà Lưu Lô Thích Lưu Ly Bắc Lạc Bà Hát Ra Xà Gia Đát Ta Yết Đa Gia Ra Ca Đế Tam Miêu Tam Bột Đà Gia Đát Điệt Ta An Bệ Sát Tề Bệ Sát Tề Bệ Sát Xà Tam Một Việt Đệ Tóa Ha. Nam Mô Bạc Già Phật Đế Bệ Sát Xà Lưu Lô Thích Lưu Ly Bác Lạc Bà Ra Xà Già Đắc Tha Yết Đa Gia Ra Ca Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia Đắc Điệt Tán Bệ Sát Thầy Bệ Sát Thầy Bệ Sát Xà Tam Một Yết Đế Tỏa Giải Kiết Giải Kiết Giải Hoàng Kiết
nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh. Đôi trước Phật đại cầu xin giải kiết, dược sư Phật, dược sư Phờ, tiêu tai diên thọ, dược sư Phật. Tùy tâm mãn nguyện, dược sư Phờ. Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phát cây tâm thành kinh. Đôi trước Phật đại cầu xin giải kiết, dược sư Phật, dược sư Phờ, tiêu tai diên thọ, dược sư Phờ, tùy tâm mãn nguyện, dược sư Phờ. Giải kiết, giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh. Đôi trước Phật đại cầu xin giải kiết, dược sư Phật, dược sư Phờ, tiêu tai diên thọ, dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện, dược sư Phật. Mười hai đại tướng dược xoa, giúp Phật tuyên dương chỉ ngũ sắc gúc tên kia, tùy nguyện đều được viên thành. Oán nghiệp dứt sạch, phước thọ mãi khương ninh. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại bồ tát. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quân giải không, độ nhất thiết khổ ách xá lợi tự sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử thị chư pháp không tương, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tình bất tăng bất giảm thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thân hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chỉ vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tầng, nại chi vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt, vô đắc dĩ, vô sở đắc. Cô Bồ Đề Tát đọa y bát nhã ba la mật đa cô tâm, vô quái ngài, vô quái ngại cô, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cô đắc, nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư,
Cô Thuy Bát Nhã Ba La Mật Đa Chu Tất Thuyết Chu Viết Thiết Đề Yết Đề Ba La Yết Đề Ba La Thanh Yết Đề Bồ Đề Tát Bà Ha Yết Đề Yết Đề Ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Tiêu tai kiết tường thần chú nam mô tam mạng đa mẫu đà nam ma bát ra đề đa sa ta năng nam đát điệt tán kê ông ầm nhâm ba ra nhâm ba ra bát ra nhập pha ra bát ra nhập pha ra đề sanh giải sắc trí đề sắc trí đề ta vấn cha ra vấn cha viên đề ca tất trì vệ ta ba Nam mô tam mạng đa mẫu đà nam ma bát ra đề a đa sa ta năng nam na đi ta an kê ông ông nhập pa ra nhập pa ra bát ra nhập pa ra bát ra nhập pa ra đề sắc sai đề nhân sai ẩn đi đề sanh đi đề ta văn ca biến đề ca đất đi dễ ta bà nam mô tam mạng đa mẫu đà nam ma bát ra đề a đa sa ta năng nam na đi ta an kê ông ông nhâm ba ra nhâm ba ra bán ra nhâm ba ra bán ra nhâm ba ra đề sanh giải sắc trí đề nhân trí đề ta vấn tra ta vấn tra biến đề ca đất đề vậy ta ba nguyện trô kiết tường giả kiết tường ở trô giả lục thời hằng kiết tường nhớ thiết thời trung kiết tường giả nguyện chữ thường sư ai nhiếp toàn nguyện trô kiết tường giả kiết tường mà trú giả lục thời hằng kiết tường nhất thiết thời trung kiết tường giả nguyện chư tam bảo ai nhiếp thọ nguyện trú kiết tường giả kiết tường ở trú giả lục thời hằng kiết tường nhất thiết thời trung kiết tường giả nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiểu tài gian kiết tường bồ tát nam mô tiểu tài gian kiết tường bồ tát nam mô tiểu tài gian kiết tường bồ tát các con thành kinh nguyện lên cầu xin tam bảo ân trên chứng lòng từ bi nhỏ xuống phước hồng độ người tai nạn thoát dòng nghiệp vương cùng người tật bệnh đau thương thải đều hưởng thụ miên trường vĩnh an những người chịu lắm ở tội oan lần tiêu túc trái bình an trở về với người nghiệp chướng đầy mây loạn tâm vọng tưởng tư bề đạo điên chống tiêu dứt mối oan khiên an tâm định tánh mạnh liền như xưa
những người bệnh hoạn dây dưa, nhờ ơn Phật lực sớm trưa mạnh lành. Khắp trong tất cả chúng sinh, năm châu bốn biển đất thành bình an. Người người tháo cởi dây oan, tương thân tương ái kết đoàn giao liên. Sùng tu ngưỡng mộ Phật tiên, hướng về tám bảo quê liền mở khai. Minh tâm kiên tánh Như Lai, thoát dòng đau khổ ra ngoài trái oan. Cầu xin tam bảo phước ban, chứng lòng đệ tử cầu an đắc thành. Nam mô cầu an lạc địa Bồ Tát. Nam mô cầu an lạc địa Bồ Tát. Nam mô cầu an lạc địa Bồ Tát Ma Tát. Cầu tam bảo ơn trên tế độ, cứu nhân sinh tiêu khổ diệt tai. Rộng truyền chánh pháp Như Lai, tỉnh người mê mộng đóa đài trần gian. Đặng ra khỏi sáu đàn khổ bức, liền bước lên chính bậc liên đài. Hộ người đạo đức tâm khai, cúng dường bố thí kết rài thiện duyên. Nhờ đức Phật thiên liên huệ cố, độ cứu quyền thất tổ siêu thăng. Đương sanh lộc vị cao sang, tai qua nạn khỏi phước tăng thọ trường. Gia quyến đặng an khương vinh hạnh, trồng cõi lành đạo thánh cần chuyên. Thái nương bắt nhà tử thuyền đằng, giác đăng bí ngàn về miền Tây Phương. Phùng kinh công đức thù thân hành, vô biên thân phước dài hồi hương. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liều. Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hòa di phủ màu. Hóa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bản lừ. Nguyện dị thử công đức phổ cập mư nhất thiết,
ngã đắng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tát Đại Chứng Minh. Từ thời hiện tiền đệ tử thành tâm phúng tụng Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Tôn Kinh. Nguyện Đức Dược Sư Từ Bi Gia Hộ Phổ Độ Đẳng Đẳng Chư Gia Đình Phật Tử. Hữu danh vô dị, hữu dị vô danh, thừa tự công đức lực, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trường. Trí tâm thường minh bát nhã hoa khai, đạo tâm bất thôi. Cập gia hộ gia đình hưng thịnh, quyến thuộc tăng ích đoàn viên, nguyện phiền não đoạn diệt nghiệp. Chướng tiêu trừ thường quách kiết tường diễn ly khổ ích. Cánh kỳ cửa quyền thất tổ cộng siêu sinh bát nạn tam đồ cấu mông giải khổ. Phổ nguyện âm siêu dương thới hải yến hà thanh nguyện pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật đương nguyện chúng mà sanh thể giấy đại đạo phát vô thường tâm. Từ quý pháp mà đường nguyện chúng mà sanh thâm ma nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quý ai tăng đường nguyện chúng mà sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại.